Rồi. Vâng, vậy xin nhờ bác Thanh dâng lời cầu nguyện để chúng ta bước vào bài học sáng hôm nay ạ. Dạ rồi, xin anh chị em chúng ta hiệp lòng để cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha nhân từ, Chúa yêu thương đời đời của chúng con. Chúng con hết lòng cảm tạ Chúa vì trải qua một tuần lễ được mọi sự bình an. Và giờ phút này Chúa nhóm chúng con lại để suy gẫm lời hằng sống của Chúa trong Sáng Thế Ký đoạn 49. Chúng con này xin Thánh Linh của Chúa thăm viếng và dạy dỗ chúng con để chúng con hiểu được sự mầu nhiệm trong lời hằng sống của Ngài. Và xin Chúa dứt dây mọi một đời sống của chúng con để chúng con hết lòng tin kính Chúa, kính sợ Chúa, yêu mến Ngài và đi trong đường lối thánh công bình của Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vô cùng. Chúng con hiệp lòng và cầu nguyện xin nhân danh Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Amen. Amen. Dạ, Rồi. cảm ơn bác Thanh. Dạ. Đây. Tuần trước chúng ta sau thấy thấy hình như Lan nói là tôi thấy hình như không nghe tiếng. Chắc là nhờ Lan coi lại cái bên máy của Lan coi nha. Chứ còn mọi người vẫn nghe tiếng được phải không ạ? Vâng ạ. Dạ. Yeah. Tuần trước chúng ta đã học chapter 48 khi mà Joseph đặc biệt ban ơn cho hai người con của Joseph. không, mình Chúc xin phước. lỗi, Gia-cốp chúc phước cho Chúc phước. hai người con cho của Joseph, đúng không? Thì Dạ ngày đúng hôm rồi. nay chúng ta bước tới một cái chương mới. Cái chương này cũng là cái chương mà nói là giống như là nó tổng kết lại những cái gì mà đã xảy ra trong suốt cuộc đời của Gia-cốp cho đến cái giờ phút này. Ông nhắn nhủ gì với tất cả các con 12 người trước khi ông coi như là trút hơi thở cuối cùng? Thì cái đoạn này đó có nhiều người nói rằng nếu mà chúng ta nghiên cứu một cái kỹ một cái đoạn này đó, chúng ta có thể nối kết lại được lịch sử của Kinh Thánh từ đầu đến cuối luôn các anh chị em. Thành ra bây giờ mình rất là vui được xin được và xin được bắt đầu Sáng Thế Ký chương 49 nha. Thảo ơi, cô nhờ Thảo đọc dùm cho cả nhóm để cùng nghe từ câu 1 tới câu 7 nha con. Dạ, con xin phép được đọc. Gia-cốp triệu tập các con và bảo: Hãy tập hợp quanh cha để cha nói cho các con biết những gì sẽ xảy đến cho các con trong tương lai. Hỡi các con trai Gia-cốp, hãy tập hợp mà nghe, hãy nghe lời của Israel, cha các con, Ruben, con trưởng nam của cha, sức mạnh và dấu hiệu đầu tiên của năng lực cha. Con được vinh dự cao cả và quyền năng tuyệt hảo. Con hỗn loạn như nước nên sẽ chẳng còn trỗi hơn ai. Vì con đã lên giường cha, lên chõng cha mà làm hoen ố. Simeon và Levi là anh em ruột. Lưỡi gươm của chúng là khí giới tàn bạo. Cầu cho tâm hồn cha đừng tham gia mưu nghị của chúng. Vinh quang cha không hợp cùng phe chúng. Vì chúng đã giết người trong cơn giận dữ và cắt cân chân bò được theo sở thích. Cơn giận chúng đáng rủa xả vì thật hung tàn, thạnh nộ chúng thật dữ dằn. Ta sẽ làm cho chúng tản lạc trong nhà Gia-cốp và phân tán chúng giữa Israel. Xin hết ạ. Rồi, cảm ơn con. Chúng ta thấy cái tiêu đề nhỏ nhỏ đó ở trên đó là Gia-cốp chúc phước cho các con, nhưng thực sự cái này cũng không có chính xác. Chúng ta vừa nghe Thảo đọc đó, chúng ta thấy có cái gì chúc phước không? Không, phải không?
Nhưng mà thật ra đó là đây là cái nói chung đó là những cái lời tiên đoán, những lời báo trước cho tương lai của 12 gia tộc của Israel. Thì khi mà Jacob biết rằng cái ngày cuối cùng của mình sắp đến đó, thì ông cho gọi hết 12 người con của mình đến bên giường. Và chúng ta thấy đó là trong cái phần B của cái câu 1 đó, là cái cách nói chính xác nhất đó là để cho các con biết những gì sẽ xảy đến cho các con trong tương lai. Thì khi mà mọi người đọc cái này đó, thì ai cũng sẽ thấy rằng đây là cái lời tiên đoán đầu tiên được ghi lại trong Kinh Thánh từ một người truyền đến cho thế hệ sau. Và những cái điều này á, nó rất là đặc biệt. Vì nếu mà chúng ta coi tiếp thì chúng ta sẽ thấy câu 2 nha. Hỡi các con trai của Gia-cốp, hãy tập hợp mà nghe. Mà hãy nghe lời của ai? Của Israel. Cha các con, tại sao lại có sự phân biệt như vậy? Tại sao lúc trước, mới trước là ông xưng ông là Gia-cốp, là cái tên mà cha của ông đặt cho ông, phải không? Là cái tên, coi như gọi là nói chung là cái tên, tên tục của mỗi người. Nhưng mà Israel là tên thánh, tên mà Chúa Đức Chúa Trời gì đặt đặt. cho ông, phải không? Thì khi mà chúng ta đọc vậy, chúng ta thử suy gẫm tại sao mà nó lại có cái sự khác biệt như vậy. Thì chúng ta sẽ thấy các anh chị em, các con trai này của Gia-cốp được sinh ra trong xác thịt của con người. Những cái lời tiên đoán sắp tới là những cái lời tiên đoán không phải đến từ Gia-cốp, vì Gia-cốp không biết trước được tương lai, nhưng nó đến từ Israel, là người mang thần linh của Chúa để biết được tương lai những điều gì sẽ xảy ra. Thành ra chúng ta khi mà chúng ta đọc Kinh Thánh đó các anh chị em, chúng ta để ý từng chút một thì chúng ta sẽ thấy có những cái sự phân biệt và nó có cái ý nghĩa của nó, chứ không phải chỉ là nếu mà chúng ta chỉ đọc sơ sơ chúng ta sẽ không thấy được. Thành ra chúng ta thấy tất cả những cái lời mà Israel nói sau này, tiếp theo sau những cái câu kế tiếp, nó sẽ đến từ cái gì? Nó đến từ thần linh của Chúa soi sáng. Và nó chúng ta sẽ thấy là nó liên tục từ Sáng Thế Ký, sách đầu tiên của Kinh Thánh, cho đến sách Khải Huyền là sách cuối cùng của Kinh Thánh nha. Rồi câu số 3, ông bắt đầu bằng ai? Ruben. Ruben là con trưởng nam, phải không? Vâng. Thì ông cũng ghi nhận cái điều đó, là Ruben đó là tất cả là cái sức mạnh cứu, rồi cái năng lực của người cha. Và chúng ta biết trong gọi là văn hóa của Do Thái đó, thì cái người con đầu lòng đó rất là quan trọng, vì nó giống như là nó sẽ nối tiếp những cái gọi là dòng giống cho những cái thế hệ về sau. Và hầu như là tất cả những cái ơn phước, cái sự chúc phước của người cha sẽ dành cho người con đầu tiên. Thành ra khi mà chúng ta trở lại những cái đoạn trước, chúng ta sẽ thấy tại sao mà có sự giành giật giữa Esau và Jacob, rồi sinh ra là coi như là hai bên không nhìn mặt nhau, Jacob phải lánh mặt đi chỗ khác, là vì giành cái quyền trưởng nam. Cái quyền trưởng nam cực kỳ quan trọng theo trong cái truyền thống cũng như văn hóa của người Do Thái. Nhưng mà tiếc thay, cái người con trưởng nam ở đây là Ruben đã không có sống xứng đáng với lại cái chức phận mà ông đáng được nhận. Và cái lý do là sao?
Câu số 4 nói là con hỗn loạn như nước nên sẽ chẳng còn trội hơn ai, vì con đã lên giường cha, lên chõng cha mà làm hoen ố. Câu chuyện này xảy ra chắc cách đó chứ cũng trước hơn chắc cũng khoảng 10 năm hay là hơn nữa 20 năm. Nhưng Jacob vẫn nhớ điều đó và vẫn có cái sự đau lòng khi mà nghĩ tới chuyện người con trưởng của mình lại nằm lên giường nằm với lại cái người thiếp của mình, phải không, người người vợ lẽ của mình đó. Thành ra ông nhớ cái điều này các anh chị em. Và chúng ta biết thường thường người ta nói là khi cái người mà sắp chết á, người ta sẽ nói những cái điều mà thật nhất, phải không, cái điều ở trong lòng người ta, những điều thật nhất, những cái điều mà người ta biết rằng chỉ đây là cái cơ hội cuối cùng để họ nói được. Thành ra chúng ta thấy rằng ông phơi bày cái tội lỗi của Ruben. Và cái điều đó cho chúng ta thấy không phải là những cái gì chúng ta đã làm trong quá khứ nó chấm dứt ở một cái giống như là chúng ta làm xong, có thể chúng ta hối hận, có thể Ruben hối hận vân vân, nhưng vẫn có những cái hậu quả theo sau. Và cái đó, điều đó là cái điều mà mỗi người chúng ta cần nhớ để mà trong cái cuộc đời của mình đó, thì chúng ta cố gắng cậy ơn Chúa, cậy lời của Chúa nhắc nhở chúng ta để chúng ta càng tránh được những cái lỗi lầm trong tuổi trẻ, thì về già chúng ta sẽ bớt đi những cái đau buồn. Rồi cái đó là xong về Ruben. Tới câu số 5 thì ông nói về hai người con trai kế tiếp là Simeon và Levi. Levi. Thì đây lại là một cái điều làm cho ông đau khổ trong suốt bao nhiêu năm, là chính hai cái người này, Simeon và Levi, làm gì các anh chị em, đã làm gì trong quá khứ? Chúng ta nhớ đánh không? Đánh giết gia đình của Hemo. Sichem làm. Đánh giết cả cái dân thành Sichem, phải không? Lừa gạt, đánh giết, tan bạo, vì nói là trả thù. Và trả thù cho người em của gái của mình, phải không? Dạ. Thì chúng ta thấy đây lại là một cái điều mà giống như là mình nghĩ nó làm đau lòng Jacob cái điều xấu, và làm đau lòng cái Jacob trong suốt cái quãng đời, và là một cái gọi là cái gì, cái vết nhơ cho cái gia tộc này. Thành ra khi mà Israel nói cho các con biết là về cái tương lai của họ là sẽ căn cứ trong cái quá khứ của họ. Các anh chị em, chúng ta thấy không? Là cái tương lai của chúng ta là gì? Là tùy thuộc vào những cái điều gì? Hầu hết những cái điều chúng ta đã làm trong quá khứ. Thành ra chúng ta sẽ thấy nè, họ giận dữ, họ giết người vô duyên cớ, phải không? Thành ra hai cái gia tộc này là sẽ bị tạm lạc, coi như là không có được một cái vị trí rõ ràng mà tốt đẹp trong những cái thời gian tiếp theo. Chúng ta, nhưng mà chúng ta cũng để ý một chút, mình muốn nói một chút về cái gia dòng dõi của Levi. Thì về sau này người Levi không có được một cái đất nào riêng cho mình khi mà chia đất ra cho 12 chi phái của Israel đó. Tuy nhiên nhiều người, nhiều học giả kinh thánh thì cho rằng là khi mà cái người Levi đó vẫn giữ được cái sự trung tín với Chúa và bảo vệ lời Chúa, bảo vệ 10 điều răn của Chúa, khi mà họ đối phó với cái việc con bò vàng đó, thành ra là Môi-se đã lập cho dòng dõi Lê-vi thành cái dòng dõi thầy tế lễ của dân Israel.
Và họ cũng cũng tản lạc, phải không? Tản lạc ra ra nhiều nơi, nhưng mà họ được tản lạc ra trong một cái cách thức, cái hình thức tốt hơn là giống như là hơn là cái dòng dõi Simeon chúng ta không nghe nhiều về nha. Thì đó là từ câu 1 tới câu số 7. Thành ra chúng ta biết những cái lời này là những cái lời tiên đoán của Israel cho tất cả cái thế hệ về sau. Và chúng ta để ý với các anh chị em, nếu mà chúng ta đọc về 12 chi phái của Israel ở trong cái chương Kinh Thánh này, sáng thế ký 49, thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng trong cái sách cuối cùng của Kinh Thánh là sách Khải Huyền, mình nghĩ là đoạn 21 câu 12, cũng đã đề cập đến tên của 12 chi phái của Israel được ghi ở trên cái cổng thành thánh Jerusalem. Thành ra điều đó cho chúng ta thấy gì? Chúa biết trước tất cả, và Kinh Thánh là một quyển sách gọi là gì, đồng nhất từ đầu đến cuối, không có cái sự mâu thuẫn, dù là viết bởi mấy chục tác giả khác nhau, viết qua cả mấy ngàn năm khác nhau, nhưng vẫn không có cái gì gọi là mâu thuẫn, chỗ này nói thế này, chỗ kia lại nói khác. Làm sao mà một quyển sách với lại bao nhiêu tác giả trải qua bao nhiêu ngàn năm lại có thể có cái sự thống nhất đó, nếu không là tất cả các tác giả viết Kinh Thánh đều được soi dẫn bởi một Đức Thánh Linh duy nhất. Và khi mà chúng ta đọc và chúng ta suy gẫm những điều này đó các anh chị em, chúng ta càng thấy cái lời của Chúa nhiệm màu biết bao, vì nó sẽ là cái quyền năng tối thượng nhất, bao trùm tất cả những cái hoạt động, những cái điều mà Chúa cho phép xảy ra trên thế gian này. Bây giờ chúng ta đi tiếp nha. Lúc nãy chúng ta học được ba người rồi phải không? Vâng. Ruben, Simeon và Levi. Simeon Bây giờ chúng ta sẽ qua một cái đoạn mới. Không biết các anh chị em nào đọc giùm mình từ câu 8 tới câu 18 được không ạ? Lê Vi. Được. Rồi, Thánh đọc nha. Dạ vâng, mời mời bác Thanh. Hỡi Judah, các anh em sẽ khen ngợi con. Tay con sẽ chặn cổ quân nghịch. Các con trai cha sẽ quỳ lại trước mặt con. Judah là một sư tử tơ. Hỡi con bắt được mồi rồi tha về. Nó sụm gối, nằm khác nào sư tử đực. Như sư tử cái, há ai dám khiến ngồi lên. Cây phủ Việt chẳng hề rời khỏi Judah. Kẻ lập pháp không dứt khỏi giữa chân nó. Cho đến chừng đấng Silo hiện tới và các dân vâng phục đấng đó. Người buộc lừa tơ mình vào gốc nho, lừa con mình vào nhành nho tốt nhất. Người giặt áo sống mình vào rượu nho, cũng lấy huyết nho lau áo tơi mình. Mắt người đỏ vì cớ rượu, răng người trắng vì cớ sữa. Sa-bu-lôn sẽ ở nơi gành biển, tức là nơi có tàu đậu, bờ cõi người chạy về hướng Sidon. Isaka là một con lừa mạnh mẽ, nằm nghỉ giữa chuồng, thấy rằng sự yên ổn là tốt lành và đất đai đẹp lắm thay. Người đã rùng vai vác gánh nặng, phải vâng phục những điều siêu dịch. Đang sẽ xử đoán dân chúng mình như một trong các chi phái Israel. Đang sẽ là một con rắn trên đường, một rắn lục trong chốn nẻo cùng, cắn vó ngựa, làm cho kẻ cưỡi ngựa phải té nhào. Hỡi Giê-hô-va, tôi trông ơn chững cứu của Ngài. Câu 18 là hết rồi đó. Dạ vâng, dạ.
Dạ rồi, cảm ơn bác Thanh đọc cho chúng ta bắt đầu câu 8. Từ câu 8 đến câu 12 là nói riêng về chi phái của Judah. Judah. Phải không? Thì chúng ta biết nếu mà nói về cái thành tích của Judah đó các anh chị em, thì thiệt ra đó nó cũng không phải là tất cả đều là tốt đẹp, màu hồng, phải không? Tại chúng ta biết Judah cũng là người mà đã muốn bán Joseph để mà lấy tiền. Rồi sau đó Judah cũng là người sao đi coi như là đi lăng nhăng và Nằm ngủ vâng ăn nằm với với lại người con dâu của mình. dầu Tuy nhiên về sau chúng ta thấy cái mà coi như là chúng ta thấy rõ ràng là Judah đã vượt qua được, mà cái hay của Judah đó là Judah nhận ra được cái điều sai của mình. Các anh chị em biết không? Và cái điều đó rất là quan trọng. Tại vì nếu chúng ta không nhận ra được cái sự sai lầm của mình thì chúng ta sẽ tiếp tục giống như là ở trong cái sự sai lầm hay là cái tội lỗi đó. Và chúng ta không cải thiện được cái đời sống của chúng ta không biến đổi, hành động của chúng ta cũng không biến đổi và cái tâm tình của chúng ta đối với người khác cũng không biến đổi. Tuy nhiên chúng ta thấy khi mà Joseph gọi là khăng khăng buộc tội các anh em mình như là kiểu mà buộc vậy thôi chứ không có hoàn toàn có ý định này, thì Judah là cái người sẵn sàng đứng ra để làm gì, để bảo lãnh cho em mình, phải không? Và có lúc đó là nói là Judah sẽ sẵn sàng như là chịu để thân mình thay cho người em Benjamin của mình. Thành ra cái điều đó cho chúng ta thấy đây là cái công việc vĩ đại của Chúa này các anh chị em. Chúa không có kể cái tội lỗi của chúng ta nó sẽ gắn chặt với chúng ta đến ngàn đời. No. Ân huệ của Chúa đến ngàn đời, nhưng mà Chúa sẽ xóa tội của chúng ta, giống như Chúa nói trong Kinh Thánh là xóa tội như là mây đậm, và như là thí dụ chúng ta có làm nhơ cái áo của mình đến thế nào thì Chúa cũng sẽ làm cho nó trắng lại như tuyết. Thành ra cái về sau từ dòng dõi của Judah mà ra ra ai, ra là David, Chúa phải không? Và cuối Chúa cùng là ra Chúa Chúa Thầy Giêsu. Giêsu. Thì trong câu 9 đó chúng ta sẽ thấy được thêm một cái hình ảnh về Chúa Giêsu nè, là một con sư tử. Ở trong Khải Huyền đoạn 5 câu 5 là Sư nói về tử Chúa của chi Giêsu, phái Judah sư chung tử của Judah, chi phải phái không? Dạ. Và cái nếu mà chúng ta đọc tới cái câu 10 là cây trường rồi cây chỉ huy, cái nó có phụ đưa việc cho chúng ta thấy lại cái hình ảnh của ừ. Thi Thiên 23 không các anh chị em? Ừ. Cây trường và cây gậy của Chúa, phải không? Sẽ Ừ. như là theo đuổi chúng ta, sẽ bảo vệ chúng ta, sẽ kéo chúng ta về lại dù là chúng ta có như con chiên đi lạc. Thành ra ở đây nói về rất là nhiều cái hình ảnh, nói về Chúa Giêsu, Giêsu. và một cái hình ảnh nữa là nói về đến là cho đến khi người đến Silo và các Đấng dân suy tộc đồi đều ra. vâng phục phục người, thì Ừ. đó cũng là hình ảnh, một hình ảnh của Chúa Giêsu nha. Bây giờ qua tới câu 13 thì nói về Sabulon. Câu 14 nói về Isaka. Thì hai cái người này cũng không có những cái điều gì rất là nổi bật, đặc biệt trong Kinh Thánh. Nhưng nếu mà chúng ta đến cái câu 16, chúng ta nói về cái dòng dõi của Đan đó các anh chị em, thì chúng ta sẽ thấy nè, Đan sẽ xét xử dân tộc mình theo công lý. Thì cái người gọi là gì, quan xét cuối cùng đó, cái người thẩm phán cuối cùng đó
mà nổi tiếng nhất ở trong Kinh Thánh đó là Samson, là ra từ dòng dõi của Dan. Thành ra chúng ta thấy rõ ràng rằng những cái điều Israel, một ông lão hơn 100 tuổi sắp chết, nói lại cho các con mình sẽ đều thành sự thật trong những cái trong nhiều thế kỷ về sau. Rồi chúng ta đến bây giờ chúng ta giữa chừng đó giữa chừng khi mà Jacob đang nói cho các con mình về tương lai của họ, thì câu 18 nó hơi khác một chút, là nó nói rằng lạy Chúa, con trông mong sự sự giải cứu của Ngài. Thì giải cứu là giải cứu cái gì đây các anh chị em? Bây giờ ông đâu có ở trong cái gì nguy hiểm đâu, ông đâu có bị đe dọa gì đâu, nhưng mà tại sao ông lại nói cái câu là lạy Chúa, con trông mong sự giải cứu của Ngài? Các anh chị em có nghĩ tại sao mà giữa chừng như vậy mà Jacob nói câu này không các anh chị em? Đó là trông chờ cái sự cứu rỗi, thoát khỏi tội lỗi á. Dạ. Và coi như là giống như là cái cảm ơn, cái ý của bác Thanh, thì nó cũng giống như là thí dụ khi mà chúng ta ôn lại đó các anh chị em, ôn lại cái cuộc đời của chúng ta đó, hay là ôn lại những cái không phải là cuộc đời của chúng ta mà cả của gia đình chúng ta này kia nữa, bao nhiêu cái biến cố nó đã xảy ra. Thì đây là một cái đoạn giữa ở trong những cái lời mà ông để lại cho các con, thì giống như là ông ngừng lại một lát, ông nhìn thấy lại tất cả những cái điều đã xảy ra, thì ông biết rằng tất cả những cái sự giải cứu của Chúa, giải cứu khỏi tội lỗi, giải cứu khỏi sự chết nữa, là đến từ Chúa mà thôi. Vì ông đang sắp sửa đối diện với sự chết này các anh chị em. Đúng không? Đây là cái ngày mà là coi như là về sau này là ông sẽ sắp tắt hơi, rất là sắp tới đây. Thì là ông tiếp tục ngưỡng vọng về Chúa, ông tin tưởng vào Chúa cho đến cái giờ, cái hơi cuối cùng của cuộc đời ông là như vậy. Nha. Thành ra đó là, rồi. Bây giờ mình nhờ anh chị em nào đọc dùm cho mình từ câu 19 đến câu 27 được không? Giờ Cúc đọc được không Cúc? Dạ. Ok. Dạ. Cúc xin đọc từ câu 19 đến câu mấy? Câu 27. Câu 27, dạ. Cúc cầm cơm cái cúc đánh tắt cái đó thì cúc chúng tôi đánh đọc cô. Đọc luôn. Dạ. Dạ. Đọc có nghe không? Nghe sẽ nghe cúc. Dạ. Tại vì hai cái máy gần quá nó echo. Dạ. Sẽ bị một băng đảng xâm đánh, nhưng người sẽ phản công và đuổi theo chúng. A-xe có thực phẩm dồi dào, cung cấp cao lương mỹ vị cho nhà vua. Nét-ca-li là một con sơn dương được phóng thích, nói những lời vang hoa. Yô-xét là một cây nho sai trái, một cây nho trồng gần suối nước, gắn leo lên tường. Các xạ thủ cay đắng tiến công người, bắn tay vào người cách thù nặng. Nhưng nhờ cay đắng toàn năng của dân cốt, nhờ gắn dân riêng bằng đá của Israel, nên cung người vẫn vững chắc và cánh tay người vẫn mạnh mẽ. Nhờ Đức Chúa Trời của cha giúp đỡ con, nhờ đánh toàn năng ban phước cho con với nước lành từ các từng thời tan xuống và nước lành từ thực phẩm dâng lên, nước lành của vú và dạ con mẹ, nước lành trang giúp cho con lớn hơn gấp nước lành của núi cổ và các đồi xưa. Cùng gấp nước ấy ở trên đầu của Joseph
tay trái của ông hoàng giữa các anh em mình. Benjamin là một con chó sói ưa tấu xé, buổi sáng đi cắn nuốt mồi, buổi tối phân chia mồi cướp được. Dạ rồi, cảm ơn cô. Dạ rồi. Chúng ta học tiếp nha. Bây giờ đó là nói về ba cái nhân vật mà cũng không có những cái gì mà nổi trội lắm ở trong trong Kinh Thánh suốt cái sáng thế ký mà chúng ta học, nhưng mà sẽ nói về Gad nè, nói về Ase và Naphtali. Thì thiệt ra đó các anh chị em, Naphtali đó, nếu mà chúng ta đọc lại cái cuộc cái đời giảng đạo của Chúa Giêsu đó, thì chúng ta sẽ thấy Naphtali là cái bộ cái gia tộc của Naphtali chiếm được một cái vùng đất mà rất là cũng là thành vượng lắm, và là nơi mà Chúa Giêsu đã giảng đạo ở nơi đó. Chúng ta thử mở sách Matthew đoạn 4 câu 12 16 chúng ta sẽ thấy nha. Rồi, mọi người có chưa? Matthew đoạn 4 câu 12 dạ. Tới câu 16 nha. Rồi, mình xin đọc nha các anh chị em. Khi nghe tin dân bị bắt, Đức Giêsu trở về miền Galilee, rời bỏ Nazareth. Ngài đến cư ngụ tại Capernaum bên bờ biển, trong vùng Zabulon và Naphtali. Phải không? Dạ. Thì đó. Rồi mình đọc tiếp nè. Câu 14. Vậy để ứng nghiệp lời tiên tri Isai đã loan báo, xứ Zabulon và Naphtali, con đường ra biển bên kia sông Giô-đanh, là Galilee của người ngoại quốc. Dân tộc đắm chìm trong bóng tối đã thấy ánh sáng rực rỡ, và ánh sáng đã chiếu rạng trên những kẻ ở trong vùng đất chết tối tăm. Nha. Thành ra chúng ta thấy một lần nữa cái sự nối kết của Kinh Thánh một cách lạ kỳ. Sách Sáng Thế Ký này viết bao nhiêu năm? Viết hơn 4.000 năm trước khi Chúa Giêsu Giáng sinh. Mà đã nói về những chuyện mà Chúa Giêsu, nơi Chúa Giêsu đã đi đến khi mà trong cái cuộc đời giảng đạo của Ngài. Thì chúng ta sẽ thấy cái sự nối kết một cách lạ kỳ xuyên suốt tất cả những cái sách của Kinh Thánh. Là vì từ Sáng Thế Ký này chúng ta thấy giữa là tiên tri Esai cũng đã nói tiên đoán là Chúa Giêsu sẽ ở đó, đúng không? Rồi tới Matthew là Tân Ước cũng đã nói, cũng nói về việc đó. Thành ra một lần nữa chúng ta thấy, lại thấy là cái bằng cớ về cái sự thống nhất, mà cái sự lạ lùng của Kinh Thánh là như vậy. Sẽ không có một cái quyển sách nào như vậy được hết các anh chị em. Mình đọc nhiều cái câu chuyện đó, chúng ta đọc sách, hay là ngay cả khi chúng ta coi Cosire, chúng ta thấy nhiều người á mở đầu cũng vậy, viết cái này cái về sau á, cái rồi không có thấy nối kết gì hết, cái kết cuộc nó lại đi ra một cái đường khác. Nhưng mà tất cả các chi tiết ở trong Kinh Thánh được kết nối một cách chặt chẽ, không thể tưởng tượng được. Thành ra nếu mà chúng ta càng đọc Kinh Thánh thì chúng ta càng thấy cái sự nhiệm màu của Thiên Chúa và lời của Ngài là như thế nào. Từ câu 23 dành nói về câu 22 chứ, là nói về Joseph, phải không? Và chúng ta thấy cái sự cái sự gọi là nối kết, cái sự ban phước. Đây thực sự là cái sự chúc phước nè của Jacob, của Israel, đặc biệt cho Joseph. Các chị em ha, thì chúng ta thấy không, là rõ ràng rằng là đây là cái thời kỳ mà Joseph đang làm tể tướng ở Ai Cập. Ông đúng là một cây nho gì? Là cây nho sai trái.
và tất cả bao nhiêu những cái mưu âm mưu của mọi người mà tấn công ông, làm khó ông, làm cái điều này điều kia, để ông đều tránh được hết, phải không? Mà cái lý do mà ông tránh được là gì, tại sao? Không phải đến từ ông, các anh chị em, mà trong 24 nói gì nhờ ai? Nhờ tay đấng toàn năng của Gia Cốt, phải không? Rồi tiếp đó rất là nhiều cái danh về sau chúng ta sẽ thấy, chúng tiếp tục là nhờ đấng chăn chiên, là vầng đá của Israel. Và câu số 25 thì cho nói gì, là Đức Chúa Trời của Cha. Và chúng tiếp tục lại, vì Almighty là đấng toàn năng đã ban phước cho con. Mà cái phước lành này nó lạ lùng, từ trên trời xuống, từ dưới đất lên, nghĩa là bao 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 phủ mọi bề, không có cái nào mà lọt ra ở đâu được hết, các anh chị em đó. Rồi là từ xưa đến nay, và cái câu câu 26 là gì, là ông chính là ông hoàng ở giữa anh em mình, phải không? Đó là chúng ta thấy rằng tất cả những cái điều mà Chúa đã khải thị trong những giấc mơ cho Joseph từ khi còn là một đứa bé ở trong nhà cha mình, thì bây giờ tất cả đều đã thành sự thật. Và chúng ta thấy thực ra đó là Gia-cốp quá có phước, các anh chị em. Chúng ta thấy sao không? Ai mà đẻ được 12 người con mà lúc cuối cùng cuộc đời của mình vẫn có 12 người con bên cạnh? Hiếm lắm các anh chị em. Phải không? Tuyệt, cực kỳ ít, cực kỳ hiếm. Nhưng mà chúng ta thấy rằng rõ ràng là Gia-cốp đã có được cái phước đó nha. Mọi người có hơi ngạc nhiên khi chúng ta đọc cái lời tiên tri về Benjamin không? Là Benjamin là một con chó sói ưa cấu xé, buổi sáng đi cắn nuốt mồi, buổi tối phân chia mồi cướp. Khi mà mình đọc tới cái câu này đó, mình cũng hơi ngạc nhiên, mình nói ủa, từ trước giờ đó Kinh Thánh bày ra Benjamin luôn là một cái người con, nghĩa là bé nhất trong gia đình, được cưng nhất, là tại vì nhất là khi mà Joseph bị tưởng là chết rồi, phải không? Bao nhiêu tình thương của Gia-cốp đổ vào cho Benjamin, thì tại sao cái câu này nói nó có vẻ là giống như là hơi hơi mạnh như vậy? Thì để cho chúng ta nhìn lại đó là, các anh chị em, đây không phải là cái lời nói của một người cha cho một người con, không phải là lời nói của Gia-cốp cho Benjamin, mà là của Israel cho tương lai của những cái điều gì sẽ xảy ra. Hai cái đó khác nhau, các anh chị em, nó không còn là cái gọi là cái cá nhân nữa, không phải là cái liên hệ cá nhân giữa cha và con nữa, nhưng đó là cái lời tiên đoán của một bậc tiên tri là Israel cho các con của mình, với lại bao nhiêu cái chuyện về sau. Thì chúng ta sẽ thấy đó, các anh chị em, là từ cái dòng dõi của Benjamin đó là ra rất là nhiều người nổi tiếng lắm. Chúng ta có biết không? Ai ra từ dòng dõi Benjamin là người viết nhiều vua, sách nhất ở trong Tân Ước. Phao-lô. Yes. Phải không? Và trước đó là Ê-hu. Phải không? Ê-hu là người quan con xếp thứ hai. Và Sao-lơ. Vua Sao-lơ. Vua Sao-lơ. Đầu tiên. Dạ, là vua đầu tiên. Cũng là Israel. Hoàng hậu Esther và dân của Macedon đó, là cũng ra từ dòng dõi Benjamin. Đó. Thành ra chúng ta thấy rằng nó có những cái sự mà gọi là kết nối rất rất là đặc biệt từ cái dòng dõi của Joseph là như vậy. Gia-cốp. Dạ.
của Jacob là như vậy nha. Thì đó giờ chúng ta coi như bây giờ đó. Câu 28 nói như là gì? Các người đó là 12 tộc trưởng của Israel và đó là những lời cha họ đã nói khi chúc phước cho họ. Mỗi người được một lời chúc thích hợp cho mình. Giống như lúc trước đó, là mình đã nói từ lúc ban đầu đó, thực sự đây không phải là những lời hoàn toàn chúc phước. Không, phải không? Tại vì những cái lời mà giống như khi mà Israel nói về Ruben, nói về Simeon, về Levi, về kia vân vân, không phải là chỉ là blessing, không phải là chúc phước các anh chị em, nhưng chính xác đó là lời tiên đoán. Dạ, phải không? Lời tiên tri. Và thì cái câu 28 này đó nói về 12 chi phái của Israel đó. Nếu mà chúng ta mở Khải Huyền đoạn 21 câu 12 nha, chúng ta sẽ thấy cái sự kết nối đó là đó, các người đó là 12 tộc trưởng của Israel và đó là những lời cha họ đã nói khi mà tiên đoán về những điều xảy ra. Thì Khải Huyền 21 câu 12, cái phần B, cái câu nguyên cái đoạn 21 là nói về trời mới đất mới, nói về gì, là thành thánh Jerusalem từ trên trời xuống, phải không các anh chị em? Thì cái phần B của 12 nói là gì? Trên cổng có ghi tên 12 chi tộc Israel. Chúng ta thấy kỳ diệu không? Nghĩa là cái sách Kinh Thánh xuyên suốt từ Sáng Thế Ký kết thúc từ Khải Huyền, nó là như vậy. Đó, thành ra chúng ta thấy cái sự màu nhiệm của lời Chúa là như vậy nha. Rồi, bây giờ chúng ta còn dạ, chắc xin nhờ một sư trường đọc đoạn từ câu 29 tới câu 33. Dạ. Còn người ta định cho các con trai mà rằng cha sẽ về nơi tổ con, các con hãy chôn cha chung cùng tổ phụ nơi hang đá tại đồng ruộng Ephron người hay chết, tức là hang đá ở trong đồng mà Bê La ngang Manre thuộc về xứ Canaan mà Abraham đã mua làm mộ địa cùng với đồng ruộng của Ephron ấy. Nơi đó người ta đã chôn Abraham và Sarah vợ người, Isaac và Rebecca vợ người. Và lại nơi đó cha cũng đã chôn đây ai nữa, cái đồng ruộng cùng hang đá ở tại đó đã mua của dân họ hết vậy. Khi nói mấy lời này cho các con mình xong thì Gia Cớp để chân vào giường lại rồi tắt hơi được về cùng tổ ông mình. Dạ, cảm ơn luật sư. Nguyên cái đoạn 49 này nó có hai phần khác nhau và rất là rõ ràng. Phần đầu từ câu 1 tới câu 28, tới câu 27, 28 thì Jacob Israel nói về những điều sẽ xảy ra tới cái những cái thế hệ về sau. Từ câu 29 trở đi, ông nói cái lời quan trọng nhất mà ông muốn những người còn sống làm cho mình là gì các anh chị em? Là không được để cha ở xứ Ai Cập, phải không? Mà chúng ta phải nhớ rằng cái lúc đó là mọi người đang ở xứ Ai Cập, mà xứ Ai Cập đó là nơi có những cái ngôi mộ mà gọi là gì, bây giờ nó vẫn còn là gọi là cái của thế giới, phải không? Cái lăng mộ đó, cái kim tự tháp đó, họ có những cái khoa học họ làm, họ giữ được cái xác người bao nhiêu lâu rồi gì. Jacob không màng những chuyện đó, nhưng ông vẫn muốn trở về xứ Cana, tại vì cái xứ đó là xứ Đức Chúa Trời hứa ban cho dân Israel. Và ông chỉ ra là cái đất mà từ hồi Abraham đã mua. Phải không? Abraham mua rồi xong chôn bà Sarah, rồi sau đó là chôn Abraham và các thế hệ về sau. Thì mọi người mới nói đó, đây là một cái đất, cái vùng đất nhỏ. Lúc đó dân Israel chưa kiếm được Canaan, các anh chị em, đúng không? Nhưng mà đây là cái đất mà
Abraham, Abraham đã mua, cái trọng tộc đó đã mua được, đã lấy được, đã giữ được và để lại cái thân xác của mình, cái cả cái tiếng tăm của dòng họ mình tại Canaan là nơi này. Thành ra do già đúng rồi, giống như Bùi Xuân nói là nghĩa trang gia đình đó, ở bên Mỹ này hay là ở Việt Nam cũng có những người mà họ mua nguyên một cái vùng đất để tất cả gia đình đều để ở một chỗ đó. Đó, và cái đây là một cái nơi mà gọi là rất là thiêng liêng cho nguyên một cái dòng tộc của Abraham. Thành ra khi mà coi như là như vậy là Jacob đã làm xong tất cả những điều gì mà ông thấy là quan trọng nhất cho cả cuộc đời của ông. Thì ông câu 33 nói là sau khi trối xong những lời đó thì Jacob rút chân mình vào giường rồi tắt hơi và được rước về với tổ tông. Thì khi mà mình đọc cái câu chuyện này đó các anh chị em, mình mới suy nghĩ và mình muốn đưa ra đây nha, để ta tất cả chúng ta cùng suy nghĩ và thảo luận. Có phải chúng ta thấy rằng Chúa đã an bài mọi sự từ lúc ban đầu không? Là Chúa biết là ai sẽ làm cái gì, ai sẽ ở đâu, ai sẽ được cái vị trí gì. Chúa cho giấc mơ mà, Chúa cho thấy hết cả những cái điều đó. Rồi Chúa cho biết là về sau là những cái dòng dõi sẽ như thế nào, tiếp theo là kia ra. Thì nếu mà Chúa an bài hết mọi sự như là chúng ta nói, thì cái phần chúng ta là ở đâu? Cái quyết định của chúng ta là ở chỗ nào? Cái chọn lựa của chúng ta là ở chỗ nào? Nếu mà Chúa biết rằng là coi như là tất cả mọi sự sẽ xảy ra là như vậy đó. Rồi là Chúa, có nhiều người cứ nói là chúng ta là những cái mảnh như là cái mảnh ráp ghép á, mà Chúa bỏ vô để mà nó, cái này, cái mảnh này nó ráp vô, nó khít vô cái chỗ này. Rồi là khít vô chỗ kia trong cái bản vẽ rất là lớn của Chúa cho toàn nhân loại. Từ sáng thế ký cho tới Khải Huyền. Thì cái mà chúng ta nói rằng cái sự quyết định kiểu của con người này kia đó, cái sự chọn lựa của con người nó nằm ở chỗ nào? Không phải. Chúa ban cho chúng ta có cái ý chí tự do để quyết định. Nhưng mà Chúa biết trước. Chúa biết trước. Chúng ta nhớ rằng Chúa biết trước. Nhưng mà Chúa không có định. Chúa biết trước. Nhưng mà cái quyết định là do nơi chúng ta. Chúng ta để ý giữa Esau và Jacob. Thì Jacob quyết định là đi theo Chúa. Esau quyết định đi theo cái đường riêng của mình. Giống như Cain và Abel vậy. Rồi, chúng ta thấy trong 12 người con của Israel cũng vậy. Chúng ta để ý, chúng ta đọc ở trong cái đoạn 49 đó, chúng ta thấy là Judah, ông chúc phước, Israel chúc phước nhiều nè. Rồi Joseph, ông cũng chúc phước nhiều nè. Đấy. Còn mấy người kia đó, thì ông chỉ, có người thì nói vài ba câu, có người thì chỉ một câu. Đó, tức là không quan trọng. Nhưng mà chúng ta để ý hai cái nhân vật trong 12 người con của Israel là Judah, là sau này ông chúc phước, ông nói rằng đấng Silo, tức là Chúa Giêsu sẽ ra từ cái chi phái Judah. Rồi ông cũng nói tiếp Joseph là cái người mà Chúa đã cho Joseph nhìn thấy được hai cái hiện thấy ở trong Kinh Thánh, tức là cái bó lúa của ông với lại ngôi sao của ông đó, thì mặt trăng, mặt trời và các ngôi sao phải quỳ lại. Thì điều đó để cho chúng ta thấy rằng có những cái khải tượng cho chúng ta, chứ không phải là không, cho chúng ta để rồi nếu chúng ta tuân thủ theo lời của Chúa dạy, là cái ý chí tự do chúng ta quyết định đi theo đường lối của Chúa, thì cái ơn phước đó
chắc chắn chúng ta sẽ nhận được. Đó là điều mà chúng ta học được ở ở trong 12 cái người con của Israel. Đó. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn cái sự đóng góp cho ở đây của bác Mạc Thanh. À, không biết chắc nhờ mục sư Trường xin mục sư cũng có một vài cái nhận định ở đây về cái toàn cái bức tranh này của 12 gia tộc của Israel. Nếu mà nói là mình làm sao để giải thích từ ý của Chúa thì giải thích không nổi ha. Dạ. Cái con người mình là hữu hạn mà mình giải thích một cái sự vô hạn của Chúa. À, đúng như Bác Thanh nói là Chúa cho con người mà có ý chí tự do. Nhưng mà mình cũng cảm nhận được rằng dù là cái ý chí tự do của mình có thể định sai không thể làm tương được cái chương trình của Chúa. Amen. Dạ. Nó thấy ví dụ như vậy. Chúa yêu Jonah. Dạ. Jonah có ý chí tự do là con cá. Nhưng mà Chúa cũng đã nuôi con cá từ quá lâu rồi để nuôi Jonah rồi đưa Jonah trở về. Cho nên là mình mới thấy cái gì niệm ở trong cái chương trình của Chúa là Chúa có thể trị, Chúa cho mình có ý chí tự do. Nhưng mà tôi thấy tự nhiên là câu hỏi hay có cái hình ảnh giống như mình mua cái lúc chặt mình mua đồ điện tử á, yeah. TV hay là cái radio gì vậy. Mình về cái mình đâu có nổi mình dọn. Mà có nhiều lúc mình sợ thôi đừng có bấm bậy nó hư á. Nhưng mà không hư bây giờ nó cái người kỹ sư mà chế họ nó biết thế nào mình cũng dọn. Thì họ biết là những cái đó nó sẽ họ sẽ có cách để làm cho nó không có bị hư. Cho nên là mình thấy cái đó cũng là cái quyền nhiệm. Chính nói một cái ý về giăng cớ và 12 đứa con. Thật ra ở trong Kinh Thánh á, nếu mà mình không hiểu được ân sủng của Chúa, mình không bao giờ hiểu được Kinh Thánh. Và tại vì tại sao mình thấy bao nhiêu người mà chọn giăng cớ cái tên giăng cớ từ nhỏ tới lớn là đủ những thứ lường gạt, bánh khóe, đủ thứ chuyện cả cuộc đời. Nhưng mà khi mình hiểu là Chúa không có đòi hỏi cái sự hoàn hảo, không có đòi hỏi sự an nan, mà khi mà gặp lại Chúa kiến tập, là mình hiểu được cái ân sủng của Chúa đó, thì mình mới hiểu được là tại sao Chúa vẫn dùng gia tớp rồi con cái của gia tớp lại trở nên là tên của 12 chi phái, rồi tới trên thiên đàng cũng ghi tên của họ quá lớn. Mình nghĩ trong cái đạo đức, trong cái văn hóa của con người mình nó làm sao mình chấp nhận cái đó được, phải không? Yeah. Nhưng mà cái đó là cái ân sủng của Chúa, cũng giống như David vậy. Yeah. Trong Kinh Thánh Chúa chỉ nói con mình David mà đời nghe after God rồi. Yeah. Người đẹp bằng Chúa. Yeah. Để con dạy chọn một cái người vừa bạn đó là giống vừa giết người mà Chúa chọn có một người đó, Chúa nói là cái người đó đẹp bằng Chúa. Nếu mà mình không hiểu cái quyền năng thay đổi con người của Chúa và cái ân sủng của Chúa, amen. Dạ. Yeah. Yeah. Cảm ơn cái sự đóng góp của mục sư. Thành ra chúng ta mới thấy là bài này đúng là các anh chị em mình không giải thích được Chúa đâu. Absolutely, cái điều đó là tuyệt đối đó. Có những chuyện xảy ra thì chúng ta hay là giải thích là như thế này, như thế kia vân vân. Nhưng chúng ta không có hiểu được hết sự cuối cùng từ lúc ban đầu. Chúng ta không biết được cái đâu các anh chị em. Nên mình nghĩ đó, cái quan trọng đó, chúng ta biết cái sự giới hạn của mình. Để chúng ta đừng dằn vặt mình. Để chúng ta nói, trời ơi, sao Chúa làm gì con không hiểu. Tại sao? Mà cái điều đó, đó là cái điều mà con người sẽ luôn luôn gọi là struggle, tranh đấu. Nếu chúng ta không hiểu được cái tình yêu của Chúa và sự vĩ đại của Chúa là như nào, chúng ta một lần nữa đó, tất cả những cái câu chuyện của những con người rất thật ở trong Kinh Thánh, những cái tội lỗi rõ ràng như vậy, nhưng cái ân điển của Chúa, Chúa xóa là đến là lớn như thế nào, và Chúa vẫn dùng họ để ban phước cho những người về sau. Nhiều khi đó chúng ta cứ nói là cái người đó làm sai cho tôi thì tại sao mà họ được phước,
đúng không các anh chị em? Nhiều khi mình hay hỏi những cái câu đó, nhưng mà không phải đâu các anh chị em. Nếu mà chúng ta thấy được trọn vẹn một cái chương trình của Chúa thì chúng ta sẽ thấy Chúa dùng cả những cái sai của con người để mà giống như gọi là cái Chúa sắp đặt mọi sự đó, để mà chúng ta thấy rằng cái chương trình cuối cùng của Chúa vẫn là muốn níu kéo mọi người về với lại cái tình yêu của Chúa và cái sự tha thứ của Ngài. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta không có tội, không có gì hết, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ không thấy không cần cái sự tha thứ của Chúa, phải không? Và chúng ta sẽ thấy giống như là mình tự mãn, ủa mình đâu có làm gì, tại sao được bị như vậy? Cái đó là cái rất là nhiều người mình tin á, là bị giống như bị stuck á, giống như là ngay cả những người tin Chúa cũng vậy, đôi khi cứ bị kẹt ở cái chỗ đó đó, là tại vì giống như mình cứ nghĩ là mình là công chính, mình đâu có làm gì đâu, mà tại sao chuyện đó xảy ra cho mình? Không, các anh chị em, chúng ta phải biết rằng tất cả chúng ta đều là người không hoàn hảo trước mặt Chúa. Và chúng ta cần Chúa. Cũng như là cái tình yêu của Chúa đó là luôn luôn bảo vệ tất cả chúng ta từ ban đầu đến cuối cùng. Dù chúng ta làm sai, giống như một sư trưởng nói, chúng ta cũng không làm sai được cái kế hoạch của Chúa. Không, chúng ta không có mạnh được như vậy đâu, các anh chị em. Chúng ta không có mạnh mẽ được như vậy đâu. Chúng ta không cách nào làm sai được kế hoạch của Chúa đâu. Nên chúng ta chỉ có thể làm cho mình để rơi vào một cái khoảng quá khó khăn cho cuộc đời của mình nếu chúng ta làm sai thôi. Chứ còn nếu mà rồi Chúa sẽ kéo lại, Chúa sẽ sắp đặt lại, Chúa sóc lại bàn cờ và mọi chuyện sẽ xảy ra đúng y như trong Kinh Thánh mà chúng ta học từ đầu đến cuối. Như là chúng ta học tại sao cái sách Sáng Thế Ký là cái sách viết 4.000 năm trước khi Chúa Giê-xu ra đời. Nó ứng nghiệp khi Chúa Giê-xu ra đời và nó ứng nghiệp đến cái thời kỳ cuối cùng của nhân loại nữa. Thành góp ý thêm một chỗ chút này á. Yeah. Chúng ta thấy rằng là Gia-cốp phỉnh dối cha mình, lừa gạt anh mình. David thì phạm tội tà dâm, phạm tội giết người. Nhưng cái điều quan trọng á là hai ông này ăn năn kịp lúc. Cho nên cái quá khứ như thế nào, Chúa sẵn sàng tha thứ. Nếu mà chúng ta đã thấy rõ là Gia-cốp ăn năn và ông được Chúa đổi tên thành ra là Israel. Rồi vua David cũng vậy. Khi ông ăn năn và cái người con tội lỗi mà chết là ông đã thức tỉnh và ông sửa soạn lại cái đời sống của ông. Như vậy thì cho chúng ta thấy được rằng con người mình là bất toàn, là tội nhân trước mặt Chúa. Nhưng khi chúng ta được Thánh Linh của Chúa soi dẫn để chúng ta biết được rằng mình là tội nhân và mình kịp lúc ăn năn sám hối, thì từ cái chỗ mà mình sẽ gánh lấy những cái hậu quả đó, thì Chúa cho mình vượt qua. Chúng ta nhớ cái câu chuyện vua Ê-xê-chia đó mà. Tiên tri Ê-sai đến báo cho ông là ông phải sửa soạn hết mọi sự đi, ông sắp chết. Thì ông đã ăn năn và cầu nguyện với Chúa và Chúa đã thay đổi cái ý định của Chúa và cho ông sống thêm 15 năm nữa. Đấy, thì Thanh xin nói ở chỗ này, tức là mặc dầu chúng ta có lỗi lầm, có phạm tội, nhưng mà chúng ta ăn năn kịp lúc thì Chúa sẽ sẵn sàng tha thứ. Và cái ân điển của Chúa bao phủ, gọi là phu phỉ đó, tức là dư dật cho chúng ta để mà dẫn đưa chúng ta vượt qua những cái hậu quả. Mà chúng ta thấy trong cái cuộc đời của Gia-cốp đó, thì hết cái chuyện này tới cái chuyện khác là bởi vì Chúa muốn nhắc đi nhắc lại cái lỗi lầm của ông là phỉnh dối cha rồi gạt anh mình á. Thì có những cái chuyện khác, ví dụ như là La-ban gạt ông trong cái chuyện mà lấy Ra-chênh phải làm 14 năm thì mới cưới được Ra-chênh đó. Rồi tiếp tục những cái chuyện khác mà chúng ta thấy xảy ra, như là Ru-bên
nằm với Bila là người hầu thiếp của Jacob. Tất cả những cái điều đó để cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta có những sai lầm thì đương nhiên chúng ta sẽ có những cái hậu quả. Gặt gieo chi thì gặt nấy, có những hậu quả. Nhưng khi chúng ta ăn năn kịp lúc thì cái hậu quả đó được Chúa cho nó nhẹ nhàng hơn, nó được nâng đỡ hơn. Đó là cái điều mà chúng ta thấy được trong cái suốt cái cuộc đời của Jacob để đổi qua Israel, thì chúng ta thấy những cái phước hạnh mà Chúa ban. Cảm ơn bác anh. Như lúc nãy mục sư có điều gì muốn chia sẻ với nhóm nữa? Mình cũng có nghĩ tới cái chuyện đó đó mục sư. Thí dụ giống như người Việt mình á, mình hay nói từ lúc đó là tới cái chân, là mà tới cái chân rồi là chết, phải không, là hết, phải không ạ? Thì không biết, cũng giống như là có thể là đây là một cái tục tập tập tục của người Do Thái không mục sư? Tại vì chúng ta nhớ là khi mà họ thề nguyện đó thì họ để cái tay ở dưới cái đùi này kia vân vân trong những cái câu chuyện trước đó đó. Thành ra có thể đây là một cái cách là giống như lúc đó là giống như là ông hết chút hết cái sức của mình, là ông nghĩa là gọi là vào xong lại cái giường của mình, xong rồi là chút hơi. Thì cái đó cũng là cái gọi là cái suy đoán của mình thôi. Phương Thảo ơi. Phương Thảo chưa biết. Mục sư là kinh nghiệm là tin Phương Thảo lắm, nên đã muốn hỏi Phương Thảo đó. Con nghĩ chắc là tập tục của dân thời đấy đấy ạ. Nhưng mà không biết là còn thời gian không, con muốn hỏi một câu hỏi được không ạ? Rồi, tại vì chúng ta cũng sẽ có, rồi con cứ hỏi đi. Tại vì nó cũng không liên quan đến bài học, mà trong tuần có một người bạn có nhờ con hỏi mục sư là ví dụ như là khi mà con với bạn ý trao đổi về giới tính thứ ba ấy ạ, thì con có bảo với bạn ý là Chúa không cho phép những người mà có giới tính thứ ba, tức là Chúa ghê tởm với những người mà cái thuộc cái giới tính thứ ba. Thì bạn ấy có hỏi là vậy thì Chúa với những người mà thuộc giới tính thứ ba thì Chúa sẽ đối xử với họ như nào, tức là có dang rộng vòng tay để đón họ vào với Chúa không, hay là những người như thế thì không thể theo Chúa được. Thì con muốn hỏi mục sư với cô với bác xem như thế nào ạ. Đúng rồi. Thật ra nó có những cái vấn đề như vậy. Cái thứ nhất đó, đối với một sinh viên nhân, tôi như vậy, anh như vậy, quý vị có thể thấy mình hay tấn công vào những cái tội lỗi mình thấy. Nhưng mà thật ra chúng ta ai cũng có tội. Chúng ta vào nhà thờ, những người đồng tính chúng ta thấy, phải không? Những người rượu chè chúng ta thấy, những người băng đảng chúng ta thấy, những người phạm tội mà chúng ta nghe, chúng ta biết, chúng ta thấy, thì chúng ta dễ tấn công những người đó. Nhưng mà đối với Chúa, không có tội lớn, không có tội nhỏ. Có tội là phải đến với Chúa. Nhưng mà con người của mình có khuynh hướng, mình tấn công những cái tội. Rồi mình tấn công vào những cái tội lớn của người ta để mình che giấu những cái tội nhỏ của mình. Mình bị cái đó. Cái đó là cái thứ nhất mục sư muốn nói. Cái thứ hai á, là Chúa phân rõ tội với lại tội nhân. Phải không? Chúa ghét tội lỗi, nhưng mà Chúa yêu thương tội nhân. Sở dĩ mà Chúa ghét tội lỗi là tại vì tội lỗi quỷ phá tội nhân. Mà Chúa yêu chúng ta là những tội nhân, cho nên Chúa ghét tội lỗi. Con người mình thì nhập nhằng. Mình đi cứ gom cả tội lỗi và tội nhân vào một chỗ. Cho nên mình thấy những người tội lỗi đó thì mình ghét. Cho nên đó là mục sư thấy một trong những cái điều mà Chúa kêu mình làm, mà mục sư thấy là đem tới phước hạnh cho mình nhất á, là Chúa kêu mình đừng có xét đoán.
là tại vì mình không có cái vị thế để xét đoán, mình không có hiểu được người ta xét đoán. Trước khi người ta phạm tội, mình không hiểu người ta đã phải nỗ lực tới mức độ nào để không phạm tội. Và mình cũng không hiểu được rằng nếu mình ở trong cái hoàn cảnh của người ta, mình có phạm tội hay không. Cho nên nó là Chúa kêu mình đừng có xét đoán. Cái điều tốt nhất là mình cầu nguyện cho họ. Cái vấn đề như vậy thì mình có giang vòng tay ra để đón nhỏ họ hay không? Nếu mà họ đến hội thánh của Đức Chúa Trời thì chúng ta tiếp đón họ. Là tại vì nếu mà mục sư tiếp đón con được thì mục sư tiếp đón họ được. Mục sư nói gì không phải là xúc phạm con, nhưng mà con cũng là một tội nhân. Tất cả những người tội nhân, chúng ta không có nói là ồ, bệnh viện này là chỉ tiếp những người nhức đầu, đau bụng, mỏi chân, còn quý vị bị ung thư đi chỗ khác, đã là bệnh viện thì là bệnh nhân sẽ được vào. Cho nên là mình yêu thương họ. Mình yêu thương họ. Lời Chúa hay như vậy nè. Mình chấp nhận họ như chính con người của họ. Nhưng mà mình yêu họ đủ để họ không ở cái chỗ của họ. Con hiểu không? Tức là mình chấp nhận họ khi họ bước vào. Nhưng mà mình hy vọng là khi mình giảng dạy lẽ thật của lời Chúa, thì khi họ nhận được cái lẽ thật đó, Chúa Thánh Linh giúp cho họ thấy là những điều của họ sai thì họ tự thay đổi. Và cái đó là cái tiến trình và là giữa họ với Chúa. Đâu phải người nào nghiện ngập vào trong nhà thờ cũng có thể ra mà khỏi nghiện ngập. Rồi có bao nhiêu người những tội lỗi giấu kín, người ta không thấy Chúa. Mình nhưng mà mình biết, Chúa biết chứ người ta đâu có biết. Bên ngoài người ta vẫn thấy mình đẹp, nhưng mà còn cả chỗ riêng tư của mình, tư tưởng của mình đâu có biết. Mình hay tấn công vào những cái tội thấy mà mình lại không có để ý đến những cái tội mà không thấy. Cho nên theo mục sư, yêu thương những người đó, cầu nguyện cho những người đó, sẵn sàng tiếp nhận họ vào trong nhà thờ. Nhưng mà nói vậy nè, mình cái chữ approve phải không, và cái chữ accept là hai cái nó khác nhau. Khi mình accept, mình chấp nhận họ phải không, thì không có nghĩa là mình approve cái behavior của họ, không có nghĩa là mình chấp thuận. Mình chấp nhận họ nhưng mà không có nghĩa là mình chấp thuận cái lối sống của họ. Nhưng mà mình vẫn chấp nhận họ vì mình biết rằng chỉ có Chúa mới thay đổi được họ, chứ mình không thay đổi được. Cho nên là một chữ không phải ý như vậy. Amen. Không thấy được không? Có ạ, tại vì con bị thắc mắc lúc, tại vì lời Chúa nói là Chúa ghét tởm với những cái người không giống như là kiểu nam nữ bình thường, nên là lúc đấy con cũng rất là lưỡng lự khi mà trả lời cái câu hỏi đấy. Và nếu mà nói như thế thì bạn ấy bảo là như thế thì Chúa không có tình yêu thương à, tại sao lại nói như thế. Nhưng con cảm ơn mục sư rất là nhiều, con đỡ đúng thắc rồi. Mắc đỡ khó chịu. Ghét tội, Chúa ghét tội nhưng mà chấp nhận tội nhân. Amen. Amen, tạ ơn Chúa. Mình có hơi qua gì giờ một chút, nhưng mà thiệt ra ở đây chúng ta vẫn còn có gì giờ. Tại vì sau đó mình nghỉ một chút đó, thì mình lấn qua Chúa cũng không sao. Mình muốn thêm vào một chút cái những cái điều mục sư Trường chia sẻ. Mình hoàn toàn đồng ý với những cái dẫn giải của mục sư. Nhưng mà chúng ta phải để ý như vậy này các anh chị em. Bây giờ mình nói chuyện thực tế đi nha. Những cái người đó, họ có thể nói là rõ ràng họ sinh ra là như vậy, chứ cũng không phải là cái sự chọn lựa của họ. Chúng ta nhìn thấy những người mà tự nhiên là họ là người nam, nhưng mà họ đi ẻo đồ này kia vậy vậy. Nhưng mà mình thấy có cái này nè, chúng ta phải phân biệt nè các anh chị em. Là nhìn cái hình dạng của họ như vậy, nhưng mà họ có gọi là cái tiếng Việt nó không biết, engage, tức là họ có làm những cái chuyện trái cái thông thường hay không. Hai cái chuyện đó khác nhau chứ, phải không ạ? Có thể họ ra ngoài thì họ nhìn họ là ẻo lả này kia, nhưng mà họ có, bây giờ ở đây chúng ta đều là người lớn hết, mình có thể nói thẳng là họ có vào những cái chuyện tình dục mà không đúng như Kinh Thánh dạy giữa nam và nữ hay là không? Hay là tại vì nếu mà hai người nam hết thì họ không thể kết hợp được,
hai người nữ hết, họ không thể kết hợp được, mà họ phải dùng những cái gì đó giả tạo để họ kết hợp, thì cái đó là điều ghê tởm trước mặt Chúa. Vì nó hoàn toàn nó không đúng với lại cái quy luật Chúa định ra cho nam và nữ. Bên Mỹ này đó các anh chị em, những cái chuyện đó nó rất là gọi là nó gây rất là nhiều những cái mà gọi là nếu mà chúng ta không có đi đến tận cùng của vấn đề đó thì nó gây ra không biết bao nhiêu những cái gọi là đôi khi nó là gọi là những cái thảm kịch nữa. Tại vì có thể những người đó bị đẩy đến chân tường và để và họ kết liễu đời họ, hay là họ làm vào những cái việc khác thường để mà đưa đến những cái bệnh hoạn cho thân thể họ. Cái chỗ mình làm á, mình rất là bức xúc cái chuyện mà là gì các anh chị em biết không? Họ bây giờ đó họ nói là tại vì họ coi như là họ chấp nhận những người đó, những người đồng tình nói kia, họ biết tất cả các phòng gọi là phòng restroom đó là ai cũng cái nhà vệ sinh đó ai cũng vô được hết, bất kể là nam hay là nữ. Mà mình thấy cái điều đó là hoàn toàn sai. Tại vì sao? Bây giờ mình nói thẳng đi, khi mà cái người nam và người nữ đó, đi vệ sinh á, người nam làm khác, người nữ làm khác, người nam đứng, người nữ ngồi, đúng không? Nhưng mà họ cứ làm bú xô vậy đó, là mình rất là bức xúc. Nhưng mà mình cũng đang nói là mình cũng sẽ cần có những cái cầu xin cái sự khôn ngoan của Chúa để mà như là đối phó hay là đáp ứng với những cái nan đề này. Nó cũng không phải là dễ dàng có một cái câu trả lời cho mọi trường hợp. Nhưng mà chúng ta trên hết, Chúa nói gì? Trên hết tình yêu thương covers, tức là bao hết, mọi sự sai phạm, mọi tội lỗi. Thì chúng ta cầu xin Chúa chúng ta có đủ cái tình yêu thương để mà chúng ta cũng cover, chúng ta cũng ôm lấy những cái người này, và có thể là từ đó đó cái lòng yêu thương là vô vì lợi, tình yêu thương rất là chân thật, chân thành từ chúng ta đó có thể giúp người đó. Và mình cũng đã thấy có những người người ta làm chứng rằng họ đã được thay đổi vì lời của Chúa nha. Thành ra chúng ta luôn luôn sẽ có cái vẫn có những cái hy vọng cho rất là nhiều những người mà có thể bây giờ là họ cũng còn đang kẹt á, là họ không biết họ là ai, rồi họ không biết họ nên làm gì với cái cuộc đời của họ. Thì chúng ta nên có lòng thương xót, cầu nguyện, và chúng ta bảo bọc họ để mà họ có cơ hội biết hơn về Chúa, cũng như là cái tình yêu thương quá rộng lớn của Ngài bao phủ cả nhân loại này, chứ không riêng một ai hết. Dạ, bây giờ xin nhờ một sự cầu nguyện để chúng ta chấm dứt cái tạm chấm dứt bài học ở đây. Dạ. Dạ. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa ngày qua, chúng con bị dẫn biết báo, chúng con đến với lời của Ngài. Cảm ơn Chúa vì sự dẫn của Chúa trên cô hạnh, trên góc thanh, để mỗi chúng con, để chúng con cùng nhau để học được lời của Chúa. Xin Chúa cho chúng con thấy quyền năng, ân sủng của Chúa. Và xin Chúa cũng cho chúng con biết, chúng con cần yêu Chúa, mà cũng cần phải kính sợ Chúa. Chúng con cầu xin Chúa giúp cho chúng con để an mang những sự vi phạm của mình, những điều người ta thấy, người ta không thấy, nhưng mà Chúa biết. Chúng con đến với Chúa và tin rằng Chúa đã chết và tha thứ cho chúng con, và Ngài sẽ giúp cho chúng con bước đi trong sự đặc thánh, và Ngài có thể sử dụng cuộc đời của chúng con để chúng con bằng lòng thả mình xuống, an mang và đặt chúng con vào trong tay của Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa nhiều lắm. Chúng con cầu xin Chúa này cũng giúp tất cả những người với những cái lỗi lầm khác nhau, họ biết được lại pháp của Chúa, họ nhận được quyền năng của Chúa để có sự thay đổi. Chúa cũng ban phước ở trên các bậc cầm quyền để họ có nền tảng lời Chúa, có
sự kính sợ Chúa để có những cái quyết định đúng ở trong xã hội và đất nước. Con cảm ơn Chúa nhiều. Chúa ơi, sau giờ này chúng con